Anh làm gì nhớ mai mà đà đà ý em, anh nói em là con ếch ịt 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 đúng không? Ếch ở đây là chữ ếch sờ mà sao mà cứ ịt 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 rồi sao kỳ ta, không có kêu gì đó. lạ ha. Để em đi cúng chú chờ chắc xong hết rồi. Cốc xấu xí vậy không? Ừ, vậy đó. Lát thì anh ơi, anh ơi, anh lát lấy cái gì đâu cái gì à, hết nhé kìa. Đó, cái mối ở ngoài này cũng chai cho chú. cái này là cái sớm nhất, thứ nhì tới chị, thứ ba tới gì mình. Ồ, này chú ăn ngon nữa. Ăn có lấy cái dĩa không? Lấy cái gì? Này là mua đồ chay Ừ. chỗ này làm đồ chay là nhất luôn Cắt á, đây bị nó kéo cắt cho chắc té luôn kìa. Trời nay sao có cái kéo mini nhiều sao với chị. Banh này sạch không? thịt thì lau nó mà ướt À, lau bị ướt luôn. Đây để em lấy đây cho chị. có nè. Ủa, đây có không? Có Ủa, để mà em đi chải là thế nào là chú cũng được cơm chay à. Cơm chay chỗ này bán sáng mới bán, tối là người ta làm đồ ăn, sáng người ta mới nấu cơm. à, đúng rồi, con trai đồ chai giống như đồ mặn nha, nhìn nó Ngon ha. Ừ. Chỗ này bán ngon. trường này mai mốt nào có con vợ nào mà bị hại chút là không được rồi. Nó là cơm kỹ lắm. Bị hại chút là chị thấy không được rồi, tám mẹ đàn bà kêu bằng nó. Một cái nhà Cái này bỏ luôn nha tôi. Có chén nhỏ, hôm nay chén nhỏ thì hết. Ừ, nên lấy chén này. Nó hết rồi. Tại vì được chị, hai chén luôn. Cho nước mắm quá trời. Bịch nhiều quá. Để trang bịch nữa đi. Rồi hơi út. Này đổ này. Dạ. Trưa nay cũng ít cúng phần cơm chay cho hai chị khán giả qua đến.
gửi 400 mới gọi điện đặt chưa. À, chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ô, sáng chuyện tiền mua quá cơm luôn ha, cơm chay. Buổi sáng mà anh chị cũng có gỏi cuốn rồi đó. Ủa mưa hả ta? Mưa rồi. Rồi cúng đi hết rồi, mưa rồi hết rồi. Cúng mày để mưa hết rồi. À tọt nữa hả? Bắt chước chị Sa Ca chương tiền. Vậy nữa hả? À tọt. Bữa nay đều đặc biệt là Phương chống dòng đi cùng giờ như là mới luôn. Ngày vợ chồng làm hết là đi đi chạy rồi, chứ anh chị vô mệt quá. Đi cùng giờ luôn. Này là cũng cơm với chú ha. Cùng giờ với bà Loan luôn. Vậy, mình luôn đó. Mày luôn hả? Ừ. Trời ơi, đã vậy. Đưa xét xét vô đây tại mua muốn đọc lại con ha. Trời mưa. Trời mà chú ăn gì ra tiếp mời. Như vậy. Anh mời hết đi cho chú dùng luôn. Mưa chắc không mấy đâu ra. Sáng mưa sớm có mưa là có tiền đó. Ôi là trời. Rồi. Cơm chay buổi sáng cho chú. Chay với gỏi cuốn. Bữa nay là ngày 8 đúng không? Ngày 8 ở dưới là ngày 24. Rồi là chưa chắc. Tôi tắt anh chị nha. Mưa quá không ta? Để này được không? Hay để lên trên luôn. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2023. Nhân ngày 24 tháng 8. Trên trình với các chư vị thổ thần thổ mẫu sai chiến sĩ và ông Võ Văn Ngoan pháp danh Tâm Giác là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, an táng tại Hội Chữ Thập Đỏ Bình Dương. Thì hôm nay con thắp ba nén nhang này, con mời ông Võ Văn Ngoan cùng với là các chư vị về dùng hai hộp cơm chay với là bốn cái gỏi cuốn. Mong rằng các chư vị là phù hộ độ trì cho ông Võ Văn Ngoan pháp danh Tâm Giác sớm vãng sanh về với cõi Phật, cũng như là phù hộ độ trì cho tất cả bà con cô bác ở trên kênh YouTube của 15X Bình Dương được dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an, phát tài phát lộc. Buổi sáng là bữa nay là đi chạy từ chú anh chị đó. Thì một của chú Vũ Linh thì được mấy anh em cũng thắp hương rồi
Hàng ngày mình đi sớm mình cũng làm những cái việc này, nhưng mà đặc biệt là hôm nay là hôm nay là cái hồi hôm này là đi quay anh Kim Tiểu Long, là về tới nhà là 11 giờ mấy rồi, là hơi mệt, cô chú anh chị ngủ được mấy tiếng đồng hồ nên là cũng thông cảm ha. Cho nên là về tới nhà phải nói là hơn 12 giờ. Nó bữa nay là một của chú là quá trời đồ dùng luôn cô chú anh chị. Nè chú hấp, chú sáp nóng này cô chú anh chị, là bánh đĩa nè, chú chiên, rồi chè, cà phê sữa 2 ly luôn cô chú anh chị. Đó, rồi trà đào rồi nữa. Những rồi vợ chồng hiện tiên là cùng với 15 hết là có cơm chay nè. Cái quán này đặc biệt rất là ngon nha cô chú anh chị. Nó dầu nó không có nhiều quá, nó dễ ăn. Còn có chỗ cơm chay nhưng mà nó dầu nhiều lắm. Dầu nhiều quá mình ăn cũng không tốt. Rồi làm đồ mới luôn. Bình thường đi trễ thì mới được về, còn đi sớm là hầu như là cô chú thấy là tiền chỉ mua bánh ít thôi, hoặc là trái cây, hoặc là cái món gì tàu hủ nữa. Chứ còn bình thường đi sớm là cái quán chay này đặc biệt là nấu nấu đồ ăn trước, còn cơm là nấu sau cùng, nên bình thường là chờ cơm chứ không phải chờ đồ ăn đó. Ủa có ai đốt điếu thuốc mà không cháy ta, anh biết không? Không có tí mà sao cắm ở dưới đây lạ quá. Thôi ếch lên ếch đốt lại luôn nha, ếch chứ không cháy. Rồi thôi thì Tiên cũng cập nhật tình hình ở mộ của chú ha. Hiện tại là cũng đang mưa nè cô chú anh chị, đang mưa. Để ngoài hả? À chứ đừng có mưa ha anh. Đừng xét quá nó bị rớt. Hôm qua về tới nhà là biết 12 giờ á anh. 12 giờ về tới nhà. Trên mấy giờ? Chạy xong rồi trống vòng. Thì cũng 12 giờ. Em bỏ trống vòng luôn. Cũng 12 giờ. Mình mà hình như mình về tới nhà như 12 giờ 11 không? Anh yêu hả, mày đi tới 2 người mà không? Còn anh mình đi 1 người. Còn anh chấm phải lúc đầu chạy mà mình tưởng ông chạy sao đích mình chạy lát quay là mất tiêu. Rồi thôi bây giờ luôn. Xin chào các chị và các bạn. Đúng rồi, dùng buổi sáng. Buổi sáng nay thì thôi hiện tiên xin kết thúc cái video ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like. Hiện tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha. Anh kiếm ai ạ?